Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào đầu giờ sáng nay, cơn bão Chami có tên tiếng Việt là Chami có vị trí tâm ở vào khoảng 15,2 độ vị Bắc, 125,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo, khoảng ngày mai 24 tháng 10, bão Chami đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Bão Chami có thể đạt cấp 12 sau khi vào Biển Đông, miền Trung khả năng có mưa lớn. Sau khi vào Biển Đông, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây, cường độ bão tiếp tục mạnh thêm. Theo nhận định ban đầu, khi bão Chami đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão đạt cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục hướng về các tỉnh Trung Bộ. Nhận định xa hơn, khoảng ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Chami. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây mới là thông tin và nhận định ban đầu về bão Chami. Diễn biến của bão cuối mùa thường rất phức tạp, do vậy người dân và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật các dự báo để theo dõi diễn biến bão.